Rồi anh này lạ quá ta, anh này lần đầu tiên lên chương trình nha. Để kiếm chỗ kê cái điện thoại nó hết pin. Chào Chào mọi anh. người Duy nhá, chào mọi người Dạ trên chào anh. Dạ. diễn đàn. Anh ở ngoại thành Hà Nội Duy ơi. Hà Nội mà giờ thức khuya có đáp anh giống em luôn hả? Anh ở ngoại thành thôi, anh ở Đất Dạ. Đai Bà Trưng, Mê Linh em ơi. Dạ thì em anh ở Việt Nam thì giờ cũng khuya rồi. Thế mà cũng là để thức để xem đá banh em ạ. Nhưng Dạ ở ngoài Bắc của anh gọi là đá bóng. dạ dạ Thế hôm nay thì lúc chiều ấy là anh cũng xem được cái chương trình của em ấy, với lại anh dạ không lo, thế nhưng với lại cả lưu ly đấy, nhưng mà lúc anh dạ cũng đang trên đường, anh không không ấy được, thì hôm nay anh cũng muốn nhờ cái diễn đàn của em nói chuyện với anh Sơn Tây Lo một chút. Dạ. Tức là anh Sơn Tây Lo ấy là anh mắng mọi người ở dưới mà comment mà nói mới chửi anh ấy, em hiểu không? Ừ. Bây giờ anh cũng lại xin nói là bên anh Sơn Tây Lo là như này này, anh có biết không, chính là dân bọn em ấy nhà chưa có bao giờ mà đi mà soi bói các anh ở bên đấy cả, mà chưa bao giờ mà đi lên diễn đàn mà chửi bậy, nhưng thực tế mà được mà học hỏi như này là toàn bộ do mọi người đấy. Em anh thì là một phần thôi, nhưng mà kể lúc trước anh đi lên và anh quay các thứ ấy, một câu anh nước Mỹ, hai câu anh nước Mỹ, đúng không anh Sơn? Đấy em nó nói không có gì đấy, anh lại phản biện lại với em. Những cái lúc mà anh mới quen Duy Nguyễn này nhá, anh đi quay và lấy cái lọ, anh gần như là anh bênh vực là đấy đây một cái xứ tự do một cái thứ, thì với lại dân bọn em ấy ở bên này ấy, thì nghe những cái đấy nó hão huyền lắm. Nhà nước mà nhân dân bọn em ấy là đi đấy, các cụ đi chiến tranh nó quá nhiều, bao nhiêu năm rồi rồi anh mới được có bao nhiêu năm để mà tự do mà xây dựng cái đất nước với kinh tế, thế mà các anh ở bên đấy là nào là chửi đến cả lãnh tụ của gần như thế giới công nhận, đúng không? Các anh chửi không ra một cái gì cả. Thế bây giờ khi mà mọi người mới nghe anh mới quay về lại và anh muốn lời nói đấy để mọi người mà nghe được anh thì phải từ từ đã anh. Duy Nguyễn vẫn bênh anh và các thứ bọn em thế, đến ngay bản thân em không làm cái gì, em vẫn bảo mọi người bình tĩnh. Thế nhưng mà bây giờ đấy, các anh phải biết là từ ở bên nước Mỹ mà đưa về Việt Nam là những cái gì tốt đẹp, nào là cái dơ lên là biểu tình, nào là bảo đất nước không nhân quyền, nào là cái lọ kia, thì mà để nhân dân với mọi người trong diễn đàn của Duy Nguyễn với lại các bạn của bọn em thế thôi, mà để chấp nhận được anh ấy, phải từ từ đã anh. Các anh ở bên đấy bọn em muốn mở lên để xem ở bên đấy là một câu là chửi rồi, hai câu là chửi rồi, thì các anh phải xem lại đi, là mọi người đang ở dưới comment với anh là người ta học ở đâu rồi anh, đúng không anh Sơn Tây? Đấy thì em chỉ biết là nói với anh là như vậy thôi anh ạ. Trước khi anh muốn trách mọi người, còn đúng là trên diễn đàn Duy Nguyễn cũng muốn là mọi người phải lịch sự, văn minh lịch sự, nhưng văn minh lịch sự đấy là phải dựa vào đâu đã? Như em đây, em nói có cái gì sai là em phải xin lỗi, chứ em không dám chửi bên kể cả anh nước Mỹ. Nước Mỹ bọn anh là xâm lược nước của bọn em chứ, đúng không anh? Nếu không dân em đâu phải như này, mà các anh cứ nói là dân bên đấy lớn mạnh với dân thế nào kia, dân em mà được tự do mà không bị chiến tranh hàng bao nhiêu năm thì dân bọn em khôn lắm đấy anh, em là thằng lái xe quen thôi, như em quay nhà em ấy anh còn kính nể đấy. Ê, Sơn ạ. Thế mọi người có những cái bức xúc làm đấy với anh, mà anh cứ mở bây giờ Bentley Trương với Tân Thái một thứ đấy chửi dân tộc bọn em như nào anh, mà kêu gọi nhân dân bây giờ phải bao nhiêu người đi tù nào, anh thấy đau lòng không? Anh lúc trước thì anh quay trên kẻ xe của anh nói ở bên Mỹ là dân tự do lắm, bên Mỹ là thế nọ thế kia lắm, nào anh thấy để mọi người mà chấp nhận được anh còn phải thời gian đã anh Sơn Tây Lo. Em nói thật với anh thế, đến em đấy, em không dám chửi anh, em không dám gì, nhưng mà để em nói câu chuyện là rất thật, em nhờ Duy Nguyễn mà cho em lên như này với mọi người.
Anh lúc nào cũng nói là bên Việt Nam là không có tự do, bên Việt Nam là đấy sống nó thế nọ thế kia. Anh cứ quay lên dân Việt Nam bọn em mà không bị chiến tranh mà bao nhiêu năm như thế thì bọn em cũng khá lắm chứ anh. Đấy mới có gần chục năm nay đấy mà dân đấy. Em từng ngày một em ra Hà Nội này anh ạ, à, thay đổi từng ngày một luôn. Bọn em cũng có lòng tự ái đúng không anh? Đấy em nói với anh Sơn Tây Lo đấy. Em không không muốn là nói để cho anh ấy nào, nhưng mà Duy Nguyễn cũng rất là chiều anh, cũng rất chiều mọi người trên diễn đàn. Cho nên hôm nay Duy Nguyễn cũng phải nói hai đường, đâm tự nhiên Duy Nguyễn phải tức giận, phải cáu. Mà lúc ấy em đang lái xe em không thể thể nói được mà không không dám nhắn tin gì cả. Như anh phải biết mọi người ở dưới mà comment và nói anh đấy, mới là hoặc nói mọi người kia mà nói hơi bệnh tí thì anh cứ bình tĩnh. Bởi vì là toàn bộ là bọn em với lại mọi người đấy là được nghe những cái giọng điệu ở bên các anh chửi đất nước Việt Nam bọn em nó quá nhiều luôn. Chửi quá nhiều luôn, em nói thật với anh Sơn Tây Lo như thế. Về một câu các anh bảo là mong đất nước tốt đẹp. Bây giờ tốt đẹp cái gì? Bây giờ các anh đấy đi loạn lạc đấy, em mày lái xe bị tắc đường. Để em xin lỗi em nói bậy nhá. Đấy chỉ thêm 5 10 phút nữa em mất mẹ mấy lít xăng rồi, thế này em không kiếm được của công ty à? À, nào em nói với anh đấy đơn giản như thế đi. Mà công ty của em lớn mạnh đấy, em nói ra chính Nguyên sẽ biết nhá. Nhưng mà em không không sợ cái điều đó. Thì các anh bảo là bây giờ các anh mong muốn đất nước kiểu kiểu gì? Tốt đẹp cái gì, không đi làm cái gì mà ăn anh Sơn Tây Lo. Mà anh ấy, khi anh sang bên nước Mỹ là nước Mỹ đã làm chủ của các nước khác rồi, đi chiến tranh các nước khác rồi thì anh mới được như vậy. Nếu anh thử mà đi một nước mà như Việt Nam bọn em đi xem. Thôi anh nói thế thôi, Duy Nguyễn này, anh cảm ơn nhá, cảm ơn mọi người. Dạ, rồi rồi rồi, dạ em chào anh. Rồi anh cảm Dạ ơn dạ. nhá. Dạ rồi, chào anh ạ.